Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nhìn tổng quan khái quát về các cách bán áo thun trên thế giới. Bởi vì có một số bạn có hỏi mình sự khác biệt khi chúng ta bán ở trên Amazon, trên eBay, trên các cái platform bán áo thun chuyên nghiệp của Mỹ như là Teespring, như là Sunfrog, rồi Amazon Merch, vân vân và vân vân. Thì trong cái video này mình sẽ tóm tắt những cái ý chính và tất cả các cách bán áo thun trên thế giới tính tới thời điểm ngày hôm nay nhé các bạn. Và mình sẽ nói chậm trong cái video này, lý do vì cái kiến thức bán áo thun các bạn, thì đối với một số bạn mà chưa bao giờ bán áo thun á thì nó rất là mới lạ các bạn. Vậy bạn nào biết rồi thì có thể lướt qua nhé. Đầu tiên đó thì mình có thể nói là theo cái sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình, tính tới thời điểm hiện tại thì có tất cả là 5 cách bán áo thun trên thế giới. Có tới 5 cách được bạn. Mình sẽ lần lượt nêu 5 cách này và ưu khuyết điểm nha các bạn. Và trước khi mà trình bày 5 cách này á, thì cái lý do tại sao mà chúng ta không kinh doanh online á, những cái sản phẩm khác như là mỹ phẩm, quần áo, rồi vân vân và vân vân. Trên Facebook chúng thấy rất nhiều bạn kinh doanh mỹ phẩm, rồi bất động sản, rồi những cái sản phẩm về thực phẩm, về ăn uống, về đi lại, về du lịch, rất nhiều các cái video và những cái status đăng những cái bài viết lên. Thì do tại sao chúng ta lại kinh doanh áo thun và bán, đây là bán cho 328 triệu khách hàng Mỹ và các khách hàng khác ở trên thế giới nữa các bạn. Cái điều tuyệt vời là ở chỗ đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể ngồi bất cứ nơi đâu trên thế giới với một cái máy tính, laptop có kết nối internet là chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái điều này. Lý do đó, bán áo thun là không những được xem là cách kiếm tiền hiệu quả mà còn được nhiều gurus, tức là những cái expert mà chuyên, các guru là những người mà chuyên kiếm tiền, các chuyên gia kiếm tiền trên thế giới đó, thì họ đánh giá đây là một trong những cách kiếm tiền hiệu quả nhất các bạn và tuyệt vời nhất. Lý do là với một cái file là một cái tập tin định dạng là JPEG hoặc là PNG, độ định dạng là 4.500 × 5.400 pixel, bạn có thể list trên vô số các cái platforms, vô số website và bán cho vô số khách hàng. Và chỉ khi mà khách hàng click và mua đó, thì lúc bấy giờ cái đơn hàng đó mới chuyển tới cái nhà in. Và cái nhà in đó thì rất nhiều nhà in áo thun ở nước Mỹ, tức là cái file định dạng digital của các bạn đó, JPEG đó, sẽ được chuyển tới nhà in. Và lúc bấy giờ cái file đó mới được in lên cái nền áo thun là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, chàm, tím, trắng, đen. Và tùy theo cái kích thước áo thun mà khách hàng chọn và cái màu. Và cái kích thước đối với áo thun ở Mỹ thì có kích thước từ chữ S, tức là small, tới trung bình, medium, tới large, lớn, và tới 6XL các bạn. Và kiểu dáng thì hàng chục loại kiểu dáng khác nhau, có thể lên tới cả trăm kiểu dáng khác nhau. Lúc bây giờ sau khi nhà in xong ngay tại nhà in ở Mỹ, chất lượng in áo ở Mỹ và vận chuyển bằng USPS hoặc là UPS hoặc là FedEx, các hãng vận chuyển ở Mỹ sẽ vận chuyển từ cái nhà máy in áo thun trong lòng nước Mỹ tới nhà khách hàng Mỹ trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ từ 2 tới 5 ngày. Và tóm lại là một áo thun khi mà khách hàng order đó, theo cái design mà khách hàng chọn, cái design độc nhất vô nhị chúng ta, và được cái design đó sẽ được in lên cái mẫu áo đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, chàm, tím, trắng, đen gì đó và kích thước khách hàng chọn, thì trong vòng khoảng 5 ngày, trung bình 5 ngày thì cái áo sẽ tới nhà khách hàng. Và với một cái mẫu design như vậy thì các bạn có thể bán vô số khách hàng và trên vô số website
và chỉ khi khách hàng click và mua, lúc bấy giờ cái công việc và công đoạn in áo mới xảy ra. Còn lúc mà khách hàng không mua thì không có cái gì xảy ra, chúng ta không cần áo, mua áo dự trữ trong kho. Lý do là đối với mặt hàng là quần áo và giày dép các bạn, thì cái kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc rất là đa dạng. Chúng ta không thể kinh doanh theo kiểu mua hàng hóa và vật lý, cái món hàng áo thun hoặc là giày dép cụ thể bỏ vào kho. Chúng ta không có làm việc đó. Đó là tuyệt vời của cái mà mình đang đề cập ở đây, là bán áo thun, tức là cái design mà dưới dạng digital file, JPEG hoặc là PNG, kích thước là 4.500 × 5.400 pixel. Chúng ta chỉ tốn tiền một lần nhờ các bạn sinh viên design một cái mẫu, giá tầm khoảng chừng một cái mẫu như vậy, tùy theo cái design có thể từ 35.000 đồng Việt Nam tới 70.100, hoặc là có thể hơn nữa đối với những cái mẫu mà đòi hỏi cái độ khó của nó. Rồi chúng ta quay lại, có 5 cách bán thun trên thế giới. Cách đầu tiên là chúng ta bán trên các platform bán áo thun chuyên nghiệp của Mỹ. Các bạn nhìn xem màn hình ha, và đây là cách bán áo thun được xem là chuyên nghiệp các bạn. Đó, các platform bán áo thun chuyên nghiệp của Mỹ là Teespring, Synfrog, Cafe Press, One Nilo, Stacy, vân vân và vân vân. Tức là các website này các bạn, chúng ta đăng ký một cái tài khoản account rất là đơn giản, chẳng hạn như Teespring, và chúng ta kết nối với một trong các tài khoản debit của chúng ta, và chúng ta mới upload cái mẫu áo design chúng ta lên cái platform của Teespring, và chúng ta vài thao tác, ta viết vài câu về nhan đề, về SEO, tức là SEO các bạn, tức là chúng ta SEO là chúng ta biết những cái từ khóa mà chúng ta biết là khách hàng khi mua cái áo thun, ví dụ như là cái niche, cái ngách, là ví dụ như là về chẳng hạn như là về dịch Covid-19 đi, thì có những cái từ khóa nào thì chúng ta yêu cầu các sinh viên, nhờ các sinh viên design các mẫu đó và viết nhan đề cái mẫu, nội dung, những cái gạch đầu dòng có những cái từ khóa đó và upload lên trên Teespring. Và sau đó chúng ta có cái đường link này, chúng ta sẽ tìm cái traffic bằng cách quảng cáo trên Google, trên Facebook, target vào cái tệp khách hàng đúng cái nội dung sở thích. Thì Synfrog, Cafe Press, Quang Nilo, Ecstasy thì cũng giống như vậy các bạn. Thì cái ưu điểm của cách này đó là chúng ta không cần vốn gì các bạn, không cần vốn, không cần một xu nào. Sau khi mà khách hàng click và mua đó các bạn, thì Teespring sẽ in và giao áo cho khách rất là chất lượng. Nếu có gì trục trặc, khách không vừa lòng vừa ý, hoặc là order sai màu áo, sai không có đúng cái kích thước, thì Teespring sẽ có customer service hoàn toàn làm từ A tới Z cho chúng ta, thậm chí là refund cho chúng ta, và chúng ta nhận được cái tiền lợi tức là 50% trên giá một cái áo. Và một cái áo thun ở Mỹ trung bình là khoảng 15, 19, 20, 30, thậm chí là $45, trung bình là $20, thì một cái áo thun chúng ta lời được $10 các bạn. Mà chúng ta hoàn toàn có thể đưa cái đường link này vào cái Facebook cá nhân, hoặc là cái trang Facebook chúng ta, hoặc là chúng ta quảng cáo trên Facebook, hoặc đưa vào dưới cái phần mô tả trong kênh YouTube của chúng ta, nếu chúng ta có cái lượng sập, cái lượng người đăng ký cao. Teespring, Synfrog, Cafe Press, Quang Nilo, Ecstasy, đó là những cái platform bán áo thun chuyên nghiệp của Mỹ, là cách thứ nhất. Và cái khuyết điểm của cái cách bán áo thun này là khi bạn upload cái mẫu lên thì chúng ta không có cái traffic, cái lượng truy cập vào, thì chúng ta phải thường chúng ta phải chạy quảng cáo, hoặc là tốn tiền chạy trên Google hoặc là Facebook, trừ khi mà chúng ta có cái tài khoản Facebook cá nhân với cái lượng người follow hoặc là đăng ký cao, hoặc là YouTube có lượng người sub cao, thì chúng ta tận dụng cái traffic đó thì không cần tốn tiền quảng cáo. Còn không, các bạn sẽ phải tốn tiền quảng cáo. Mà cái cách này là không vốn các bạn, không vốn, chỉ tốn tiền quảng cáo thôi. Rồi cái cách thứ hai là chúng ta bán áo thun trên Amazon dưới cái dạng tài khoản merch của Amazon. Thì trong Amazon có cả hàng triệu món hàng, và trong đó áo thun là một trong những cái sản phẩm tuyệt vời, giống như Kindle Book, sách điện tử các bạn. Thì Amazon, bạn mở một tài khoản Amazon và sau đó bạn kết nối, đối với các bạn ở Việt Nam thì thanh toán trên Amazon thì thông qua là Payoneer.
nhớ các bạn, bạn mở một cái tài khoản Amazon, sau đó bạn đăng ký một tài khoản Payoneer và kết nối Payoneer với một cái debit tài khoản có của chúng ta để chúng ta chuyển tiền. Khi mà chúng ta bán được áo thun trên Amazon sẽ chuyển từ cái tài khoản Amazon vào Payoneer, và từ Payoneer chúng ta sẽ chuyển về tài khoản debit ở Việt Nam như là Vietcombank, như là tài khoản Việt Tín gì đó ha, những cái tài khoản Sacombank ở Việt Nam. Và khi mà tiền tới tài khoản sorry các bạn, tới tài khoản Payoneer trong Amazon đó, thì có nhiều cách lấy tiền các bạn. Và bây giờ là cái tiền đô, là thu nhập đô la, thì có rất nhiều cách để lấy được cái tiền đô này. Mà cái cách mà chúng ta chuyển về debit, sau đó từ debit chuyển qua đồng Việt Nam là một trong những cách. Tức là sau chúng ta mở tài khoản Amazon Merch đó các bạn, là Merch là một tài khoản chuyên về bán áo thun trong Amazon, thì lúc bây giờ Amazon sẽ cho chúng ta là cái size, cái tài khoản chúng ta ban đầu ví dụ chỉ có 10, size là 10, thì chúng ta mỗi tháng thì chúng ta chỉ list lên được, ví dụ như là chúng ta ở một thời điểm chúng ta chỉ list lên tối đa là 10 cái mẫu trên cái platform của Amazon Merch. Và khi mà chúng ta có một sale, các bạn có một sale, thì bây giờ Amazon sẽ xem xét và tăng cái số áo chúng ta list trên tài khoản Merch này tăng lên 10, có thể là 20, 50, sau đó lên 100, 250, 500 ngàn. Và cái nội dung bên trong cái cách thức các bạn trong Amazon Merch thì nó giống như là trong Teespring, giống như là Cafe Press, nó tương tự như vậy. Nhưng có điều là các bạn là chúng ta bị giới hạn bởi cái số lượng mà Amazon cho phép chúng ta list lên. Khi chúng ta chưa bán được áo thì chúng ta chỉ list lên được có 10 cái mẫu áo, cho tới khi chúng ta bán được một cái, hai cái, năm cái, 10 cái thì Amazon thấy chúng ta có tiềm năng mới tăng cái số áo chúng ta được phép list trên cái sàn Amazon. Chúng ta bị limit bởi cái số design chúng ta list trên Amazon Merch. Và thứ ba nữa là và cách kinh doanh mà thứ hai này bán trên Merch Amazon các bạn, thì chúng ta ưu điểm đó, không cần vốn, chỉ cần cái mẫu áo, thì Amazon sẽ có nhà in Merch, Amazon sẽ giao hàng cho khách và làm customer service tất tần tật, và thu nhập một cái áo thì khoảng từ 7 đô trở lên tùy theo bạn set up cái giá. Thì cái ưu điểm là chúng ta không cần vốn nhé các bạn ha. Và cái điểm quan trọng nữa đó, và đây là cái điểm lợi thế, cái ưu điểm của cái cách bán áo thun trên Amazon là bởi vì Amazon là cái thương hiệu e-commerce hàng đầu trên thế giới, với lượng truy cập một tháng là khoảng 2,5 tỷ lượt truy cập một tháng, tức là organic traffic, lượt truy cập tự nhiên, nên chúng ta không cần tốn tiền quảng cáo để chạy quảng cáo, chúng ta có cái lượng truy cập organic traffic với điều kiện là mẫu áo chúng ta, cái design và cái từ khóa mà SEO đó, Search Engine Optimization, thì chúng ta làm cái title, cái nhan đề và những cái gạch đầu dòng, thì chúng ta chọn những từ khóa mà khách hàng tìm kiếm, và sau khi click vào cái từ khóa đó, những cái mẫu áo có cái nội dung theo từ khóa đó được pop lên, và cái design của chúng ta bắt mắt và đúng là cái khách hàng chọn, thì họ sẽ click và mua, chứ chúng ta không cần chạy quảng cáo nhé các bạn. Lý do là chúng ta đứng trên người khổng lồ Amazon, dựa vào cái thương hiệu Amazon một tháng có 2,5 tỷ lượt truy cập một tháng vào, rất là khủng các bạn, và hàng ngày hàng tháng tiếp tục tăng lên, bởi vì cái Amazon là cái e-commerce hàng đầu trên thế giới các bạn, là số number one trên thế giới, có mặt ở Mỹ và khoảng hơn 10 quốc gia khác trên thế giới nữa các bạn, lượng truy cập rất là khổng lồ. Và cái người giàu nhất trên thế giới hiện nay soán ngôi của Bill Gates, đó là CEO Amazon là Jeff Bezos, tài sản trên 100 tỷ đô la, và cái stock cổ phần cổ phiếu của Amazon vẫn tăng, đặc biệt là sau cái dịch Covid này, thì mỗi tháng cái có tháng thì cái tài sản của CEO Amazon là Jeff Bezos tăng lên tới hơn 4 tỷ đô la. Nếu bạn quen bạn bè hoặc là người thân ở bên Mỹ, các bạn biết đa số những cái bạn trẻ hoặc là người đi làm mà trẻ trung thì khoảng 85-90% họ mua hàng trên Amazon các bạn. Bạn click vào Amazon.com ở Mỹ, các bạn thấy hầu như không hiếu bất cứ món hàng nào, và thậm chí là có một số bạn ở Việt Nam sẵn sàng bỏ tiền ha để mua những cái món hàng trên Amazon và ship về Việt Nam. Thứ ba là bạn làm một cái website và bạn upload cái design trên cái website của bạn, thì cách này không hay tí nào các bạn. Cách thứ ba này là cách dở nhất, bạn tốn tiền design hoặc thuê người và quản lý chạy và bảo trì website nhưng mà không có cái organic traffic,
không có, nó vắng như chùa Ba Tanh, bắt buộc các bạn phải chạy quảng cáo, đúng không? Hoặc là một có một cái tài khoản Facebook hoặc là YouTube có lượng follow, truy cập bạn bè đông, bạn mới đưa vào. Bạn phải tốn tiền chạy quảng cáo, tức là không có organic traffic bởi vì cái thương hiệu bạn chưa có. Cách thứ tư là chúng ta mở một cái tài khoản Amazon seller. Thì có hai loại, nếu bạn nào kinh doanh trên Amazon thì biết, đó là tài khoản individual, tài khoản Amazon cá nhân. Thì mỗi ngày Amazon cho phép bạn bán có một sản phẩm, các bạn có một sản phẩm, vì nó là cá nhân, nó là amateur, dành cho các bạn sinh viên đang đi học bên nước Mỹ này, hoặc những bạn mà người bình thường ở Mỹ này mà có những cái đồ lặt vặt hoặc trong nhà gì đó bán. Thì mỗi ngày chúng ta list lên một món hàng, một tháng chúng ta list lên 30 món. Chính vì amateur vậy hàng tháng không có phí. Còn nếu như các bạn á mở tài khoản Amazon Pro Seller thì có phí nha các bạn. Thì các bạn sẽ phải đóng phí hàng tháng vài chục đô thôi, nhưng cái lượng áo các bạn list lên thì hầu như là không có giới hạn. Mình không có sức list lên, thay vì chúng ta bán cái list lên cái sản phẩm vật lý là những cái phụ kiện điện thoại các bạn. Cũng cả chục ngàn cái phụ kiện điện thoại khác là sản phẩm vật lý, thì chúng ta list lên những cái mẫu áo digital định dạng là JPEG hoặc là PNG, độ phân giải là 4.500 × 5.400 pixel. Cho thì cái thằng leak vào đó thì chúng ta sẽ xử lý cái đơn hàng. Và cái cách thứ tư này, bạn có cái áo thun vật lý để trong kho bán cũng được. Còn cách thứ năm là chúng ta sẽ kích bán áo trên cái platform của Amazon và eBay, là hai cái e-commerce hàng đầu trên thế giới. Amazon thì cái lượng truy cập organic traffic đó, tự nhiên hàng tháng là 2.5 tỷ và eBay thì gần 1 tỷ, cộng lại là khoảng 3.5 tỷ lượt người truy cập một tháng mà chúng ta không cần phải chạy quảng cáo. Và chúng ta kết hợp với Shopify. Tại sao lại là Shopify? Bởi vì trong Shopify, nếu bạn nào kinh doanh biết, trong đó đã tích hợp các cái platforms bán hàng hàng đầu trên thế giới nha các bạn. Và kết hợp với một trong những nhà in, với cái giá base cost cho mỗi áo á, cái giá mà xỉ á, thì rất là thấp các bạn. Và một áo thì bạn có thể hoàn toàn lời từ 10 đô tới 32 đô như mình có list một cái video ha. Và khách vào mua lời tới 32 đô. Tức là chúng ta kết hợp hai cái e-commerce với lượng truy cập lớn nhất trên thế giới là Amazon, eBay, lần lượt là khoảng 2.5 và 1 tỷ là 3.5 tỷ lượt truy cập một tháng. Và Shopify là một trong e-commerce platform cũng hàng đầu trên thế giới. Trong Shopify đã tích hợp các cái platform bán hàng khác đó. Shopify là một cái cầu trung gian, và sau đó là xuất ra cái nhà in, chúng ta chọn nhà in luôn, chúng ta bán tận ngõ, chúng ta coi như là cái giá tận gốc, chúng ta bán tận ngõ. Nó khác với cái merch Amazon, là Amazon chỉ định nhà in merch và Amazon làm công việc đó, thì Amazon ăn cao hơn. Còn bán cái cách thứ năm cuối cùng này, thì với một cái file digital JPEG hoặc là PNG định dạng 4.500 × 5.400, chúng ta list out trên cái platform của Customcast, sau đó chúng ta export xuất ra Shopify. Và từ Shopify chúng ta sẽ đồng bộ qua Amazon, eBay, qua Wanilo, qua Facebook, rất nhiều cái platform rất là nổi tiếng khác. Thì chỉ một lần upload lên, chúng ta bán trên đa kênh và bán cho vô số khách hàng. Và chúng ta mua tận gốc, bán tận ngọn, tức là in từ nhà in custom card với giá xỉ, và chúng ta bán với giá lẻ. Và custom card thì sử dụng cái dịch vụ là UPS, một cái áo mà giao trong 48 triệu bảng Hoa Kỳ, giá là khoảng từ 5 tới 7 đô một cái, là cái gì đó là giá thấp nhất về vận chuyển đó. Và cái cách thứ năm này là cách tuyệt vời nhất như mình nói, tức là với một cái mẫu áo định dạng diesel JPEG hoặc là PNG là 4.500 × 5.400 pixel, các bạn hãy list trên custom card, sau đó chúng ta sẽ xuất ra Shopify và đồng bộ qua vô số rất là nhiều cái platform khác, sợ chúng ta không có cái sức mà bán thôi, đã được tích hợp sẵn trong Shopify. Rồi, video sau mình sẽ nói các bạn để làm thế nào chúng ta thì chỉ một cần một cái tài khoản Amazon, eBay, Shopify và custom card, chúng ta bỏ vào trong VBS, thì cái bộ tứ này á là hàng đầu trên thế giới, thì cái thu nhập hầu như là không giới hạn.
Và sau đó chúng ta nhân bản cái số tài khoản IP Amazon Shopify Custom Card vào một cái VPS thứ hai, cái máy tính thứ hai, thì chúng ta sẽ nhân cái lợi nhuận chúng ta không giới hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.